các UAV mà Điện Kremlin cáo buộc là được phóng bởi Ukraine vào sâu trong lãnh thổ Nga, trong đó có một UAV nằm cách Moscow chỉ 100 km, đã cho thấy những lỗ hổng trong hàng rào phòng thủ của Nga giữa bối cảnh Tổng thống Putin ra lệnh tăng cường bảo vệ biên giới. Các quan chức cho biết, các UAV không gây ra thương vong và cũng không gây bất kỳ tổn thất đáng kể nào. Nhưng các cuộc tấn công tối ngày 27 tháng 2 và sáng ngày 28 tháng 2 đã đặt ra câu hỏi về khả năng phòng thủ của Nga các quan chức Ukraine chưa chính thức đứng ra nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Trên thực tế, Kiev dường như thường tránh thừa nhận trực tiếp các vụ tấn công và phá hoại trước đó, trong khi nhấn mạnh quyền của Ukraine trong việc tấn công bất kỳ mục tiêu nào ở Nga. Mặc dù Tổng thống Putin không nhắc đến các cuộc tấn công cụ thể, nhưng bài phát biểu của ông diễn ra chỉ vài tiếng sau khi các UAV nhắm vào một số khu vực ở phía Nam và phía Tây nước Nga. Theo các nhà chức trách địa phương, các cuộc tấn công của uav nhằm vào các vùng lãnh thổ dọc biên giới với ukraine cũng như các vùng lãnh thổ nằm sâu trong nước nga